dịch vụ khác. Ngoài ra, Viettel còn có một số các dịch vụ khác dành cho các doanh nghiệp như dịch vụ tương tác thoại IVR, dịch vụ tổng đài thoại tập trung Centrex, dịch vụ trung kế số E1, dịch vụ gói di động cho doanh nghiệp Corporate và hàng ngàn sản phẩm dịch vụ khác. Chỉ cần khách hàng có nhu cầu, Viettel sẽ có giải pháp. Những dịch vụ trên chính là đại diện cho sức sáng tạo và quyết tâm phục vụ tốt nhất mọi đối tượng khách hàng của công ty viễn thông Viettel. Chắc chắn trong tương lai, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và ngành viễn thông Việt Nam, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư chất xám và nhiệt huyết để tạo ra thêm nhiều dịch vụ hiện đại, tiện ích và thiết thực.